Hello, Cao Bình Nguyễn Audio xin kính chào tất cả anh em, xin kính chào quý vị. Hôm nay em làm một clip giới thiệu đến quý vị và các bạn một con Omnivore 550 kẹp hai bộ loa. Một con Omni tầm trung, công suất cũng vừa phải nhưng có thể kẹp được hai đôi loa. Phải nói là có công suất hơi bị lớn. Em dùng từ hơi bị lớn là nó cũng không phải là nhỏ. Cặp 901 Series 5 và một cặp Jbell 502 M MVX Series đây 502 nha. Đây cặp này là em đã làm clip rồi. Bây giờ hôm nay em test với con Amdipo Amdipo 550 JBL Radiant Series model 502VX gồm có một chép và một bát hai tấc. Thùng bọng vẫn còn rất là đẹp, lung linh lộng lẫy nha. Và ở đây thì chúng ta cũng thấy là một dàn như này toàn bộ là âm ly bô. Sau đây em sẽ test một đoạn nhạc để chúng ta cảm nhận về chất lượng âm thanh cũng giống như là sự hoạt động hoàn hảo của con âm ly. Rồi mời quý vị và các bạn đeo tai nghe để chúng ta thưởng thức một đoạn nhạc vàng bolero cực hay nha anh em. Đeo tai nghe để chúng ta cảm nhận. Đây là một cặp nè. Đó, đây là đang đánh cặp JBL nha. Đó, cặp JBL. Đó, chép rất là nhuyễn. Chép rất là tơi luôn. Cực hay nha anh em. Đây là cặp JBL này có tiếng chép rất là hay và tiếng bass cũng rất là sâu nha anh em. Đó, quý vị nào có nhu cầu thì gọi ngay cho em để sở hữu cặp loa nha. Và bây giờ là em mở cặp luôn cặp 901 nè. Đó, cặp A em đang mở nè, giờ em mở cặp B nè. Đó. Cho buổi hôm nay đời chỉ có ta thôi. Tiếng yêu chưa lần nói mà đường yêu. Với bên trái nha. Với bên phải nè. Đó. Ba lăng nè, ngay giữa nè, hai bên nè. Đã cho nhau vì nhau mà tới đời đêm nay được thì đã bao đêm từ khi chiến đấu mong anh mơ yên lành là niềm riêng trên môi em mình trở lại. Nhưng kẻ phương xa đời còn thú vui xa những đêm ngang tầm sông và người mình về thành phố đây rồi chốn ăn chốn vui lạ mặt cho võ gian lao này phép dòng chơi giữa phong sương đầy áo mà lòng nghe ước muốn lên cao đi lính xa đánh giặc từng giờ viết trăm lá thư để hẹn hò cho buổi hôm nay đời chỉ có
phương tóc lệch đường ngôi, đã cho nhau vì nhau mà tới. Đời đêm nay đời đã bao đêm, từ khi chiến đấu mọi miền, anh mơ yên lành là niềm riêng trên mắt môi em. Mình trở lại với đơn vị bên nơi chuyến đi hẹn ngày về, những kẻ phương xa đời còn thú vui xa, những đêm ngang tầm súng vào nửa khuya nhung nhớ ngập ngừng, những đêm ngang tầm súng vào nửa khuya nhung nhớ ngập ngừng, những đêm ngang tầm súng. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn nha. Clip test con Omnibo 550 kẹp hai bộ loa 901 Series 5 và cặp JBL model 502VX. Xin tạm kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip test của em. Anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 090 782 7899, địa chỉ giao dịch trực tiếp tại 290 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn anh em một lần nữa, chúc anh em ngày mới nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, nhiều may mắn. Cảm ơn anh em nha.